Rồi xin chào anh em, tiếp tục bonsai VN lên với anh em một cái cây hải châu. Chén trực hòn bây giờ cái cây hải châu này nó cao anh em. Mà nó đang nở hoa, hoa nó màu vàng mà nó nở hoa muộn anh em hiểu không? Có nghĩa là nó hoa muộn này thì hôm trước đây cũng có trái đầy đủ rồi, bây giờ ra trái đây. Thì hôm nay hoa muộn thì nó không có đậu. Em coi hoa nó rơi rụng rẻ tẻ anh em ha. Thì nó không có chịu đậu trái mà nó chỉ còn hoa thôi. Đó. Thì đây hôm trước nó đậu rất là nhiều anh em ha. Nếu anh em nào xem này, cái này là dòng cây hải châu cánh sen, hải châu lá nhỏ cánh sen nha anh em. Ừ, cánh nhỏ lá nhỏ cánh sen dài, lá dài cấu trúc cánh sen lá dài, không phải cấu trúc cánh sen lá tròn và không phải cây cấu trúc cánh sen lá rí nữa anh em. Nó có nhiều loại lắm anh em. Những cái lá này là lá sung của nó anh em thấy không? Đó, có hình cánh sen hết á. Tất cả những cái cấu trúc lá của nó đây nè, đẹp không? Đây đấy là cái kỹ thuật của mình chăm thôi. Này anh coi cánh sen đó nè, đàng hoàng nha, chuẩn nha anh em, không có hàng nói xàm xạo nha anh em. Đó, thì cái phong tàn của nó hiện tại bây giờ là nó là cái tàn trực cổ anh em, nó xây đều tứ diện và thân của nó rất đắt lượng. Thì cái bộ phong của cây này thì nó bây giờ nó để chiều ngang của nó bây giờ nó để khoảng 70 rồi anh em, chiều cao của nó khoảng từ 75 anh em. Anh em ha, 75 mà nếu mình cắt cái chóp đọt bỏ, còn nếu bây giờ nuôi thêm chóp đọt thì nó khoảng 80. Cái thân của nó thì bằng lớn hơn ngón chân anh em mình nhé. Lớn hơn ngón chân anh em mình ha. Và đây có một cái mặt lũa ngoài sau đây anh em, mặt lũa thép ngoài sau đây. Đó anh em. Chưa? Mặt lũa thép ngoài sau đây. Một miếng lũa thép ngoài sau, còn như là cái phong tan của nó rất là dày, xương dâm của nó nè, người ta đã đi tây rất là đều đặn hết rồi anh em ha. Xương cốt dâm của nó rất là đều luôn. À, cái này thì người nhân người ta cắt giật luôn, người nhân người ta cắt giật. Hôm trước thì mình gửi nhà nhà anh em trong kia, hôm nay mình đem về rồi, rồi mình lên hôm nay quay cho anh em xem tham khảo cho vui thôi anh em. Dịch này thì cũng không có buôn bán được đâu, em xem cho vui anh em ha. Rồi đó thì mình đang để sum xê cấu trúc lá sen đây anh em, rất là duyên anh em ha, duyên dáng anh em ha, rất là duyên dáng đó. Đó anh em. Quay cái phong tàn cho anh em nhìn dưới, anh em nhìn lên anh em cảm giác ha anh em ha. Mình sẽ xây cái đây phong tàn xương của nó anh em thấy không, rất là dày và rất là đẹp anh em coi nè, tàn xương trực của nó nè. Cái cốt thân của trên của nó thì bằng ngón chân, chứ ở dưới đây thì bằng nửa cổ tay anh em mình nha anh em. Người ta làm tàn đối tay diện là hầu như là nó ok hết luôn rồi. Đấy nó chảy ra đây luôn anh em, lũa lũa của rừng rin luôn anh em. Đấy nó chảy đều xung quanh hết luôn ha. Cái này đang trồng trong cát Nhật nha anh em. Đó. Đây anh em ha, coi này ha. Thân nó cốt nó lắc lượng lên từng tầng mà một rất đẹp luôn anh em coi nè. Đó, thì cây này cây cổ, cái này anh em đi thi đi chơi được luôn anh em ha, bảo đảm anh em luôn. Một cây hải châu rất là duyên anh em ha. Thì dành cho anh em nào mà sưu tập thích cái dòng này và hiểu nghiên cứu dòng này. Đó, dòng cánh sen này hò anh em ha, cấu trúc cánh sen lá nó hơi nhọn chút. Đó, anh em coi nó nào. Dòng hải châu lá nhỏ rí anh thấy chưa. Một số anh em gọi là dòng đây là dòng lá lá rí luôn, nhưng mà mình thì dòng lá nhỏ thôi. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem clip anh em. Cái gì như yêu cầu anh em cần cái này liên hệ với bonsai VN, số điện thoại Zalo 0932411987. Cảm ơn anh em đã xem clip.